Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Giây TV. Lời đầu tiên, Ba Giây xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn trong và ngoài nước luôn luôn dồi dào sức khỏe, vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa quý vị và các bạn, trong video này, Ba Giây tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan tới sư Thích Minh Tuệ để gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Xin mời tất cả quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết trong video này. Kính thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm hiện tại, sư thầy Minh Tuệ đã chính thức tự nguyện dừng khắc thực. Mới nhất thì sư thầy đã được các đồng chí hỗ trợ làm căn cước công dân. Bên cạnh đó thì đội ngũ y bác sĩ cũng khám sức khỏe vì hiện tại sức khỏe của thầy đang hơi yếu và hành trình kéo dài giữa thời tiết miền Trung phải nói là khắc nghiệt. Hiện tại thì sư thầy Minh Tuệ đang tu tập nghỉ ngơi ở tại một cái ngôi chùa ở miền Trung. Do vậy tin đồn về cái việc là sư Minh Tuệ bị bắt cóc, bị lôi đi, bị tóm là cái điều không được kiểm chứng, sai sự thật. Mong mọi người cẩn thận và bình tâm tiếp nhận tin tức và cập nhật thông tin chính thống từ các cơ quan chức năng. Mới đây nhất thì ban tôn giáo chính phủ đã trò chuyện và làm rõ tâm tư nguyện vọng cũng như là chia sẻ thẳng thắn với sư thầy Minh Tuệ về những cái câu chuyện đã và đang sẽ diễn ra. Sư thầy Minh Tuệ nhất trí sẽ tự nguyện dừng việc tu tập đi bộ khắc thực với tư cách là một công dân từng tham gia nghĩa vụ quân sự, nhận thức được pháp luật, gia đình có truyền thống. Sư thầy Minh Tuệ hiểu được những cái khó khăn mà chính quyền gặp phải. Trước khi nổi tiếng, sư thầy Minh Tuệ có những cái hành trình dọc Nam Bắc tu tập rất là bình yên, thoải mái. Những cư dân mạng đã không để hành trình này được yên. Nhiều kẻ đã lợi dụng sư Minh Tuệ để kiếm tiền, lan truyền văn hóa phẩm độ trị, phát hành ấn phẩm vi phạm luật pháp khiến con đường tu tập của sư thầy gặp rất là khó khăn. Dừng lại không có nghĩa là ngừng tu tập, không đi nữa có nghĩa là chấm dứt hành trình hướng về Phật pháp. Chúc sư thầy Minh Tuệ có một cái khoảng đời tu hành tốt đời đẹp đạo, đúng theo những cái gì mà sư thầy hướng tới. Dạo gần đây đó thì đọc được nhiều bình luận tiêu cực mang tính chế giễu thầy Minh Tuệ ở trên mạng xã hội. Chúng tôi cảm thấy thật sự buồn và có một chút gì đó bất bình thay cho thầy. Với sức nóng của thầy, thông tin thầy Thích Minh Tuệ, một nhà sư đã bộ hành một mình và tu theo hành đầu đà trong suốt 6 năm qua là cái điều ai cũng biết. Bằng chứng là đã có nhiều video quay lại cảnh thầy bộ hành và khắc thực từ nhiều năm trước. Thậm chí là kể cả hình ảnh thầy bị đánh vì người ta cho rằng là thầy là sư giả. Trước đây đó thì hành trình tu tập của thầy Minh Tuệ luôn là diễn ra trong cái sự tĩnh lặng và thanh thản như dọc suối chảy yên bình giữa rừng thiền. Với tấm lòng từ bi và kiên định trên con đường tu tập, thầy đã thực hiện những cái hành trình đầy thử thách và nghiêm khắc. Chỉ với mục tiêu duy nhất là tìm kiếm cái sự giác ngộ tối thượng và thực hành đúng theo những cái giáo lý cao cả của Đức Phật, thầy Minh Tuệ đã kiên định trên con đường tu tập, dẫu gặp không ít gian nan và thử thách. Tuy nhiên, gần đây, sự xuất hiện của các YouTuber và TikToker, những cái người làm nội dung ở trên mạng xã hội đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống bình lặng của thầy, đưa tên tuổi của thầy đến với công chúng một cách bất đắc dĩ. Thử hỏi trong chúng ta, những người có những cái lời nói và bình luận khiếm nhã về thầy Minh Tuệ, có ai đủ dũng cảm và kiên trì để là tuân theo một cái lối sống khắc nghiệt như hành đầu đà, dù chỉ một ngày? Việc chỉ ăn một bữa mỗi ngày, ngủ chỉ ngủ ngồi, và chỉ mặc đúng 3 bộ quần áo dạng gì. Đó chỉ là mới một cái phần nhỏ trong giới luật nghiêm khắc mà thầy đã tuân thủ. Suốt 6 năm qua, thầy đã thực hiện những cái điều này với một tinh thần kiên định, chưa từng một lần phá luật. Những giới luật khác đòi hỏi là cái sự khổ hạnh và tinh thần thép cũng được thầy tuân theo một cách nghiêm túc và điều đặn. Cuộc sống khắc khổ nhưng mà đầy ý nghĩa này không chỉ là thể hiện sự tận tâm của thầy đối với con đường tu tập mà còn là cái minh chứng cho lòng dũng cảm, sự kiên nhẫn và quyết tâm mà ít ai trong chúng ta có thể là đạt được. Hành đầu đà, một trong những cái hành khổ luyện cao nhất ở trong Phật giáo, đòi hỏi là sự kiên nhẫn và ý chí cứng như sắt đá. Thầy Thích Minh Tuệ đã chọn cái con đường này không phải là vì danh vọng hay là sự chú ý, mà là vì mong muốn tìm kiếm cái sự giải thoát và giác ngộ. Thầy đã bộ hành một mình qua nhiều tỉnh thành, ra Bắc vào Nam được 3 lần. Sống một cái cuộc đời giản dị và khổ hạnh, tuân theo những cái giới luật nghiêm ngặt của Phật giáo. Những ai đã từng gặp thầy Minh Tuệ đều nhận thấy cái sự thanh thản và bình an tỏa ra từ con người của thầy. Thầy sống một cái cuộc đời không màng danh lợi, luôn đặt trọng tâm vào cái việc tu tập. Trong suốt 6 năm qua, thầy đã vượt qua nhiều khó khăn và thử thách, không chỉ về mặt vật chất mà còn về tinh thần. Sự kiên trì và quyết tâm của thầy đã trở thành cái nguồn cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là những ai đang tìm kiếm một cuộc sống ý nghĩa và thanh thản hơn.
sự nổi tiếng của thầy Thích Minh Tuệ bắt đầu từ cái sự quan tâm quá mức và không đúng đắn từ một số YouTuber và TikToker. Bắt đầu hành trình bộ hành của thầy không được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các YouTuber và TikToker đã biến hành trình tâm linh của thầy thành hiện tượng ở trên mạng xã hội. Sự nổi tiếng bất đắc dĩ này đã kéo theo nhiều hệ lụy không mong muốn, khiến cuộc sống của thầy trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Những người này, với mục đích là thu hút lượt xem và tương tác, đã là cố tình làm nghiêm trọng quá vấn đề, tạo ra nhiều nội dung gây tranh cãi và thu hút sự chú ý của dư luận. Cái điều này đã dẫn đến một loạt những cái ý kiến trái chiều từ công chúng, với nhiều bình luận khiếm nhã và giễu cợt thầy Minh Tuệ, coi thường con đường tu tập của thầy. Không chỉ là có những cái lời giễu cợt và coi thường, thầy Minh Tuệ còn phải đối mặt với nhiều cáo buộc nặng nề và vô căn cứ. Nhiều người cho rằng thầy là phản động, giả tu để làm mất trật tự và chia rẽ dân tộc Việt Nam. Một số khác thì nói rằng thầy ngày đi khắc thực, đêm đến lên ô tô sang, vào khách sạn ở. Những cái cáo buộc này không chỉ là làm tổn thương danh dự của thầy mà còn gây ra cái sự hiểu lầm nghiêm trọng về con đường tu tập chân chính của thầy. Những cái lời bình luận ác ý này thường xuất phát từ những cái người thiếu hiểu biết về hành đầu đà và những cái giá trị đạo đức mà thầy Minh Tuệ đang theo đuổi. Sự thiếu hiểu biết này kết hợp với những cái thông tin sai lệch và bôi nhọ ở trên mạng xã hội đã dẫn đến những cái đánh giá tiêu cực và thiếu công bằng. Tại sao lại có nhiều người suy nghĩ ác ý như vậy? Có nhiều lý do khiến cho một số người lại có những cái suy nghĩ ác ý và đánh giá thiếu công bằng về thầy Minh Tuệ. Thiếu hiểu biết và thông tin sai lệch, nhiều người có thể là không hiểu rõ về hành đầu đà và những cái giá trị đạo đức mà thầy Minh Tuệ đang theo đuổi. Sự thiếu hiểu biết này kết hợp với những cái thông tin sai lệch và bôi nhọ ở trên mạng xã hội đã dẫn đến những cái đánh giá tiêu cực và thiếu công bằng. Ảnh hưởng của truyền thông có sức ảnh hưởng rất là lớn đối với dư luận. Những cái nội dung giật gân, tiêu cực thường thu hút nhiều sự chú ý hơn, và cái điều này đã được một số YouTuber và TikToker lợi dụng để là tạo ra những cái câu chuyện gây tranh cãi về thầy Minh Tuệ. Tâm lý đám đông và định kiến cá nhân trong xã hội luôn là tồn tại những cái định kiến và suy nghĩ tiêu cực. Một khi có một cái thông tin tiêu cực được lan truyền đó, thì nhiều người dễ bị ảnh hưởng bởi vì tâm lý đám đông và nhanh chóng đưa ra những cái phán xét thiếu suy xét. Lợi ích cá nhân, một số người có thể là cố tình bôi nhọ danh dự của thầy Minh Tuệ để đạt được lợi ích cá nhân, như là thu hút lượt xem và tương tác ở trên mạng xã hội. Những cái hành động này không chỉ là gây hại cho thầy mà còn là xấu đi hình ảnh của Phật giáo và cộng đồng Phật tử. Nhiều người đã đề lại sự đồng tình của mình liên quan tới cái việc là sư thầy Minh Tuệ ngừng đi bộ khắc thực. Đúng vậy, ông ấy cần được yên tĩnh, cuối cùng chỉ có chính quyền mới bảo vệ được ông ấy, cũng là người tôn trọng ông ấy nhất. Những người hô hào theo chân thật sự được là mấy người muốn đi tu, đi theo kiếm phem, rồi bọn cần cần đi theo kiếm ăn. Chính ông ấy cũng nói nếu mà mọi người cứ tiếp tục theo gây rối loạn thì ông ấy sẽ dừng khắc thực. Này, có các chú giúp ông ấy quá tốt rồi. Cả đời muốn tu tập mà tự nhiên bị lợi dụng đáng thương, phải nói là dạ man ấy. Hy vọng từ giờ thầy được bình an tu tập. Cảm ơn chính quyền và những người dân lương thiện đã bảo vệ sư Minh Tuệ trong những ngày qua. Lực lượng chức năng đã làm đúng vai trò của mình. Là giải quyết như thế này là hợp tình hợp lý rồi. Ai về nhà nấy, hy vọng ông ấy kiên định trên con đường tu. Đừng để bị lợi dụng thành một cái công cụ cho kẻ khác. Ý kiến khác nói về huynh đệ dám cạo đầu buông bỏ như sau. Cơ bản tăng đoàn là hảo hán các phương, chưa đến cửa chùa lần nào. Nhiều gì có kinh nghiệm đường đời rất là dã man, Long Phượng phải nói là đầy mình. Mọi người yên tâm là thầy đang ở nơi an toàn. Dù thầy ở đâu, mình vẫn luôn có cái niềm tin là thầy vẫn là tu tập theo cách của thầy. Thầy sẽ đắc đạo, và mình biết là hàng triệu người ở Việt Nam và kể cả thế giới cũng có niềm tin như vậy. Những người yêu mến thầy Minh Tuệ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Ngài đã tự nguyện tạm dừng hành trình khắc thực, thông báo của Ban Tôn giáo Chính phủ và báo chí lan tỏa việc tự nguyện là chính xác. Vì sao ư? Vì mấy năm qua Ngài tự do khắc thực tu học đạo, một mình bước chân vàng dặm, không màng danh lợi, không màng vật chất, tự do đi những cái bước chân khắc thực của Ngài, tự do trên một cái đất nước tự do, không ai cấm đoán ngăn cản. Những cái chuyến đi này dù Ngài vẫn là muốn tự do độc hành, nhưng mà với hàng ngàn, hàng trăm ngàn người theo bám hoặc là để thỏa mãn ước nguyện đảnh lễ với Ngài và kính trọng và ngưỡng mộ, hoặc là nhiều lý do chính Ngài cũng bất ngờ và bối rối.
Cũng có người nói thầy không sao, yên tâm nhé mọi người, kiếp nạn của thầy xem như đã qua, chúc mừng thầy. Thầy nổi tiếng rồi, sắp tới thầy nên có chùa để tu, rồi thầy dẫn đi khất thực mà. Ở Việt Nam là nơi yên bình nhất, làm gì cũng phải là tuân thủ luật pháp, đạo và đời đi cùng với nhau. Ai cũng có nguồn gốc rõ ràng để họ quản lý, mong thầy sớm thành chính quả để phụ độ chúng sanh. Những ngày qua có thể nhìn thấy là sư thầy Minh Tuệ đã tỏ ra mệt mỏi với đám đông, mà nếu như mà tiếp tục đi như thế đó thì cũng không ổn. Đám đông gây mất trật tự an toàn giao thông, nhiều người không đủ sức khỏe mà vẫn là cố chấp theo thầy. Mỗi ngày lượng người xuống tóc đi theo thầy một đông rất là phức tạp, đã đến lúc cần có phương án phù hợp, ổn định. Nói tóm lại hiện tại thì sư thầy Minh Tuệ đang tu tập nghỉ ngơi ở tại một cái ngôi chùa ở miền Trung. Do vậy tin đồn về cái gì mà sư thầy Minh Tuệ bị bắt cóc, bị lôi đi, bị tóm là cái điều là không được kiểm chứng sai sự thật. Mong mọi người cẩn thận và bình tâm tiếp nhận tin tức và cập nhật thông tin chính thống từ các cơ quan chức năng. Kính thưa quý vị và các bạn, và bây giờ bà Giai xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo.